chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu họa tiết trang trí hoa hồng cuộn như thế này. thì đối với mẫu họa tiết trang trí này, các bạn có thể trang trí lên váy áo hoặc là nón hoặc là những sản phẩm khác để cho cái sản phẩm của mình nó được sinh động hơn. dụng cụ mình gồm len microtong, kim móc mình sử dụng kim móc 4.0 mm để móc phần đế và cánh hoa và một đầu kim nhỏ đầu kim này ta dùng để giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè kéo các len bây giờ mình sẽ móc phần thân trước đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thì trước khi tạo một nút các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len thừa nhỏ nè một đoạn len thừa ngắn như thế này để mình sử dụng đoạn len này cột phía sau của đế nha tạo cho mình một nút ở đây móc và kéo len qua vòng tròn

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27. Khi được 27 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc thứ 27 này nè. Móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2 và 3 khi được 3 mũi kép đơn vào chân mắt thứ 27 tiếp tục lên cho mình 2 mũi móc xích ở cái sợi dây móc xích mà mình gây nên ở phía dưới á, các bạn bỏ qua cho mình cái chân kế bên chân mà mình vừa móc và móc cho mình vào chân kế bên nè bỏ qua chân móc này và móc vào chân móc kế bên này 3 mũi kép đơn cùng một chân móc 1 2 và 3. Khi được 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó ta cũng bỏ qua chân kế bên chân vừa móc và móc vào chân kế tiếp 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2 và 3. Ta được thêm một cụm chân móc như thế này thì các cái cụm chân móc này sẽ làm chân đế của cánh hoa nha tiếp tục lên hai mũi móc xích tương tự như các cái cụm mà mình vừa móc ở bên này thì cũng bỏ qua cho mình chân kế bên và móc vào chân kế tiếp ba mũi kép đơn cùng một chân móc một hai và ba lên hai mũi móc xích Tương tự bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. 2 3 Khi được 3 mũi kép đơn tiếp tục lên 2 mũi móc xích và tương tự bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp 3 mũi kép đơn. Lên 2 mũi móc xích thì mình vừa tạo ra được các cái chân đế để móc cánh hoa lên nè đây các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng tương tự bỏ qua cho mình chân kế bên và móc vào chân kế tiếp 3 mũi kép đơn cùng một chân móc lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho các chân móc còn lại Sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng ta cũng móc được một cụm chân móc gồm 3 mũi kép đơn nè. Thì đối với mẫu hoa hồng cuộn này, nếu muốn tăng hoặc giảm số lượng của cánh hoa trong một bông thì các bạn sẽ giảm cho mình hoặc là tăng kích thước của cái xích đầu tiên nè. Và cái xích đầu tiên này bắt buộc phải là số lẻ nha. Nếu là số chẵn thì ở cuối cùng ta sẽ bị dư ra một mũi ở đây nè. Các bạn móc cho mình toàn bộ là số lẻ nha. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cánh hoa. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Cụm chân móc đầu tiên này sẽ tạo ra một cánh hoa đầu tiên, thì cánh hoa đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai của cụm này sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép vào chân móc này. Khi được hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc thì chân móc cuối cùng móc cho mình một mũi nửa kép vào chân móc này. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa của hai đế nè. Đây cái khoảng trống này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Đây, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là mình vừa hoàn thành được cánh hoa thứ nhất nè. Thì cánh hoa thứ nhất này sẽ nằm ở nhụy hoa nè. Tiếp tục mình sẽ móc cánh hoa thứ hai ta chuyển sang cụm 3 chân móc thứ hai này và móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên đây chân móc đầu tiên này sẽ móc cho mình một mũi kép đơn chân móc thứ hai của cái cụm này sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này sau đó chân thứ ba cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào đây móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là ta đã hình thành được cánh hoa thứ hai nè tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống ở chính giữa của hai cụm này đây móc vào khoảng trống này một mũi dời móc lên một mũi móc xích ở cánh hoa thứ ba cũng làm tương tự cho mình giống như cánh hoa thứ hai nha các bạn cũng móc cho mình ba chân móc của cái cụm kế bên này chân móc thứ nhất ta móc một mũi kép đơn Chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. 1 2 Chân cuối cùng móc một mũi kép đơn. Ta hình thành được độ dài của cánh thứ ba. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống của hai cụm kế bên này, một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích thì cánh thứ ba đã hoàn tất như thế này tương tự cho cánh thứ tư các bạn cũng làm giống như là cánh thứ hai và cánh thứ ba nha cũng móc cho mình vào ba chân móc của cụm chân thứ nhất móc một mũi kép đơn chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc và chân thứ ba móc một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích Móc vào khoảng trống giữa hai cụm phía dưới một mũi dời, lên một mũi móc xích. Ta hình thành được cánh thứ tư. Các bạn làm tương tự cho các cánh hoa còn lại, móc tương tự cho đến cánh cuối cùng giống như cánh mà mình vừa móc nha. Đây, móc cho đến cuối cùng. Cũng móc vào chân móc đầu tiên của cụm một mũi kép đơn. Chân thứ hai móc hai mũi kép đơn. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Móc mũi giờ vào khoảng trống giữa hai cụm. Lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cánh còn lại. Thì sau khi đã tạo được các cánh hoa đến cái chân đế cuối cùng của cánh hoa cuối cùng này nè, các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như các cánh hoa mà mình vừa móc, cũng móc vào chân móc thứ nhất một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai móc hai mũi kép đơn. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Thì ta hình thành được cánh cuối cùng nè. Cánh cuối cùng này cái điểm kết thúc sẽ khác với các cánh còn lại. Từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ ba của chân đế, tức là cái chân móc này nè. Móc cho mình vào đây một mũi dời. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc ở phía dưới này, móc vào chân móc của cái cụm 3 mũi phía trên á, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cắt cho mình sợi len dài để mình dùng sợi len này luồn vào sau của các cái chân đế nha. Bây giờ ta sẽ cuộn các cái cánh hoa này lại để thành một cái hoa hoàn chỉnh nè ta nắm sợi len thừa đầu tiên mà mình gây nên á đây sau đó dùng tay còn lại quấn các cái cánh hoa này xung quanh cái sợi len mà ta vừa cầm các bạn cứ quấn quanh cuộn tròn lại như thế này khi cuộn được đến cánh hoa cuối cùng thì mình đã ra được một form hoa hồng cuộn như thế này ở hai sợi len thừa cuối cùng này ta sẽ dùng kim đầu nhỏ sau đó các bạn luồn cho mình vào các cái chân móc ở chân đế hoa nha đây luồn từ bên này sang bên kia đến cái chân đế cuối cùng và móc sợi len thừa cuối cùng mà mình cuộn á, của cánh cuối cùng luồn vào trong các cái chân móc này dùng hai sợi len thừa cuối cùng này dùng hai sợi len thừa cuối cùng cô cuốc lại ở cái điểm cuối cùng này Sau khi cột cuốc hai đầu dây lại thì các cánh hoa nó đã dính lại với nhau như thế này nè. Đây, các cái chân đế dính lại với nhau. Hai sợi len thừa ở phía dưới các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong mũi móc. Giấu vào trong mũi móc. Ở giữa nhụy hoa có thể trang trí thêm cho mình một hạt cườm để cho nhụy hoa nó được nổi hơn. Và cái mẫu trang trí này các bạn có thể trang trí lên nhiều sản phẩm để sản phẩm của mình nó sinh động hơn nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu hoa hồng cụm như thế này chúc các bạn thành công